Hoan hỉ đón chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Phú Quý Tài Lộc. Lời đầu tiên thay mặt ban biên tập chương trình, chúc quý vị chiêm nghiệm được nhiều điều bổ ích để gia đạo luôn bình an, tấn tài, tấn lộc. Hoan hỉ chào đón quý vị khán thính giả đang theo dõi Phú Quý Tài Lộc. Lời đầu tiên kính chúc quý vị khán thính giả an khang thịnh vượng, vạn sự như ý, chiêm nghiệm được nhiều điều nhân văn để gia đạo luôn bình an, tấn tài tấn lộc. Và trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi sẽ chia sẻ đến bạn những thông tin hữu ích về phong thủy, tử vi và đời sống tâm linh. Quý vị thân mến, nhà bếp được biết đến không chỉ là nơi nấu nướng, mà còn mang nhiều ý nghĩa về không gian sống cho cả nhà. Hiện nay đa phần các gia đình đã dùng nhà bếp làm nơi ăn cơm, nên cần một không gian thật ấm cúng và phù hợp. Còn trong phong thủy, nhà bếp có liên quan mật thiết với sức khỏe và tiền tài của gia chủ. Phong thủy nhà bếp được coi là một trong những lĩnh vực quan trọng không thể bỏ qua. Nên khi xây dựng và bố trí nhà bếp, gia chủ ngoài việc chú ý đến phong thủy nhà ở, thì cần chú ý tới phong thủy nhà bếp. Theo đó có 4 thứ sau đây, được cho là đại kỵ không nên để trong nhà bếp, kẻo thần tài tức giận, gia đạo gặp vận hạn triền miên. Để biết đó là vật gì, mời quý vị hãy cùng theo dõi ngay sau đây. Trước tiên ta hãy cùng tìm hiểu tại sao yếu tố phong thủy nhà bếp lại quan trọng. Nhà bếp cũng vì vậy được xem là trái tim của mỗi gia đình, bởi nó mang những vai trò cực kỳ quan trọng. Là nơi gia đình sum họp sau nhiều giờ làm việc căng thẳng mệt mỏi. Là nơi mọi người trút bỏ mọi lo âu, cùng nhau thưởng thức những món ăn ngon, tận hưởng cảm giác ấm áp yêu thương bên người thân. Nhà bếp là nơi các bà nội trợ thỏa sức nấu nướng, đem đến những món ăn ngon cho cả gia đình. Là nơi trút bầu tâm sự, chia sẻ với nhau những vấn đề cuộc sống, giúp cả nhà được xích lại gần nhau. Dù có diện tích nhỏ hay lớn, cách bố trí xây dựng không gian phải thật sự cẩn trọng, nhằm đem đến sự thoải mái cho cả gia đình. Ngoài ra cần định hướng phong thủy nhà bếp tốt để đem đến tài lộc, sức khỏe và sự thịnh vượng cho ngôi nhà của bạn. Nếu chẳng may đặt hướng bếp xấu hoặc chạm vào những điều cấm kỵ trong phong thủy bếp, sẽ gây hao tổn vận khí tài lộc. Theo các chuyên gia phong thủy, khi bố trí sắp xếp nhà bếp, gia chủ nên lưu ý những điều sau. Thứ nhất, nền nhà bếp cao hơn phòng khách. Việc xây nền nhà bếp cao hơn phòng khách là điều kiêng kỵ trong phong thủy. Bởi phòng khách không chỉ là tâm điểm trong ngôi nhà, là nơi tiếp đón khách khứa, mà đây còn là khu vực để các luồng khí tốt trong nhà được lưu thông dễ dàng. Trong khi đó phòng bếp vượng họa, có vai trò quan trọng trong phong thủy dương trạch. Ngoài ra người xưa cho rằng, phòng khách là nơi đại diện cho người đàn ông, thể hiện bản lĩnh cũng như sự quan trọng của người trụ cột trong ngôi nhà. Trong khi đó, nhà bếp lại tượng trưng cho người phụ nữ, nên nhà bếp cao hơn phòng khách có ý nghĩa rằng người vợ sẽ lấn át người chồng, từ đó làm giảm hòa khí trong gia đình, khiến vợ chồng bất hòa hay xảy ra mâu thuẫn và cãi vã. Hiện nay nhiều gia đình tạo điểm nhấn cho không gian sống bằng cách xây bậc tam cấp nối giữa phòng khách và phòng bếp, nhất là với những căn hộ thiết kế phòng khách và nhà bếp liên thông, thường làm nền nhà bếp cao hơn phòng khách để thể hiện sự phân chia không gian. Tuy nhiên, như đã nói ở trên, việc thiết kế nền nhà bếp và phòng khách không cân đối phạm phải sai lầm nghiêm trọng trong phong thủy. Vì vậy, việc thiết kế bậc tam cấp giữa hai không gian này sẽ gây ảnh hưởng đến phong thủy và tính tiện nghi cho các hoạt động sinh hoạt thường ngày của gia đình. Nên dù là thiết kế nền nhà bếp cao hơn phòng khách hay nền nhà bếp thấp hơn phòng khách cũng đều ảnh hưởng tới kiến trúc và giá trị thẩm mỹ của ngôi nhà. Việc bố trí nền các phòng với độ cao khác nhau này sẽ gây rối mắt cho tổng thể kiến trúc nội thất, khiến căn nhà trở nên chật hẹp và bí bách hơn. Do đó khi thiết kế nhà ở, gia chủ nên hạn chế tối đa sự chênh lệch giữa độ cao của các không gian sinh hoạt trong nhà. Trừ các bậc cầu thang lên xuống, gia chủ nên phân chia nền của các phòng trên cùng một mặt sàn để tạo sự cân đối hài hòa cho kiến trúc, cũng như đảm bảo phù hợp về mặt phong thủy. Thứ hai, bếp đối diện tủ lạnh, vòi rửa. Trong phong thủy, phòng bếp sẽ luôn tồn tại những yếu tố khác nhau. Đây là nơi yếu tố hòa thịnh, vì gia chủ thường xuyên nấu nướng và sử dụng bếp đun. Tuy nhiên nhà bếp lại có yếu tố thủy cũng rất mạnh, bởi có khu vực rửa bát đĩa và tủ lạnh. Thủy và hỏa xung khắc với nhau theo thuyết ngũ hành. Chính vì vậy gia chủ cần sắp xếp hợp lý để dung hòa hai yếu tố này. Bếp nấu không nên được bố trí quá gần chậu rửa chén bát, tránh đặt bếp đối diện với tủ lạnh hoặc hướng tủ lạnh quay vào bếp. Đặc biệt cả không nên đặt bếp ở vị trí kẹp giữa tủ lạnh và bồn rửa. Việc bố trí như vậy không những không hợp phong thủy mà còn phản khoa học,
Cụ thể, khi bếp nấu được đặt quá gần tủ lạnh thì nhiệt độ từ bếp tỏa ra sẽ khiến tủ lạnh nhanh hỏng hóc. Xét trên phương diện phong thủy, sự tương khắc giữa tính thủy của tủ lạnh và tính hỏa của bếp nấu sẽ gây nhiễu loạn các luồng khí trong ngôi nhà, từ đó khiến cho gia đình gặp nhiều điều xui xẻo, thường xuyên cãi vã mâu thuẫn, sức khỏe của gia chủ bị ảnh hưởng. Khoảng cách tối thiểu giữa bếp nấu, tủ lạnh và chậu rửa bát đạt khoảng 60 phân. Có thể kê thêm một chiếc kệ hay bàn nhỏ giữa bếp và tủ lạnh hoặc khu bồn rửa để nước lửa cách xa nhau, từ đó hóa giải sự xung khắc giữa các yếu tố thủy và hỏa. Thứ ba, tránh góc chết. Trong bếp thường có không ít góc chết như phần nóc của tủ treo, góc chuyền của tường, mặt dưới bồn nước, vân vân. Những nơi này khó nhìn thấy, không những tích tụ bụi bặm mà còn là nơi trú ngụ của côn trùng. Với những không gian có sự lồi lõm như vậy, bạn có thể thiết kế linh hoạt tủ bếp của mình để lấp đi những khoảng lồi hay lõm đó. Bằng cách này, bạn có thể tận dụng được tối đa diện tích trong căn phòng của mình để sử dụng và cũng che đi những điểm mất thẩm mỹ của căn phòng. Ngoài ra, quý vị có thể xử lý góc chết trong không gian bếp bằng cách đặt những chậu cây nhỏ tại góc chết. Những chậu cây này mặc dù nhỏ bé nhưng lại có tác dụng rất hiệu quả trong việc giải quyết những góc chết trong căn bếp của bạn đấy nhé. Bạn có thể đặt chúng trên tủ bếp hoặc trên những kệ gỗ trang trí khi thiết kế tường bếp để khiến không gian của mình trở nên xinh đẹp và nhiều màu sắc hơn. Hơn thế nữa, chúng cũng giúp điều hòa không khí, loại bỏ những mùi khó chịu và hỗn tạp trong quá trình nấu nướng. Còn nếu muốn cân bằng phong thủy nhà bếp, gia chủ nên lựa chọn các loại đá đại diện cho hành thổ để lát bệ bếp hoặc sàn nhà. Bên cạnh đó, chủ nhà cũng được khuyến khích sử dụng khăn trải bàn, rèm cửa màu xanh lam hoặc treo tranh về sông suối ao hồ, tượng trưng cho hành tủy. Như vậy sẽ giúp cân bằng lại tính hỏa của căn bếp. Tuy nhiên cũng cần tránh treo tranh hoặc rèm màu xanh ở gần bếp nấu, vì nó sẽ tạo ra sự xung khắc giữa hỏa và thủy, khiến cho tài lộc của gia chủ bị ảnh hưởng. Thứ tư, phong thủy đồ nội thất trong phòng bếp. Các bề mặt phòng bếp nên có cạnh tròn. Các cạnh sắc nhọn được đánh giá là không tốt đối với phong thủy phòng bếp. Quá nhiều cạnh sắc nhọn có thể dẫn đến sự căng thẳng giữa mọi người. Cạnh sắc nhọn thường là vấn đề rắc rối. Cạnh của các thiết bị nhà bếp, dao, tủ bếp phát ra năng lượng khó chịu. Bếp nấu, bồn rửa bát và tủ lạnh nên tạo thành một hình tam giác. Nó tránh sự xung đột giữa các yếu tố nước và lửa và cho phép bạn dễ dàng di chuyển giữa ba nơi quan trọng nhất trong bếp. Các yếu tố nước và lửa cần được ngăn cách bởi một bề mặt khác, ít nhất từ 45 đến 60cm. Đặt những chậu cây thảo tươi tốt, một rổ trái cây tươi hoặc một chiếc thớt gỗ ở giữa bếp nấu và bồn rửa bát. Đồ nội thất tồi tệ nhất trong bếp chính là tủ tường trên cao, vì bạn rất dễ va đầu vào nó. Đặt bàn ăn ở vị trí mà tất cả mọi người đều có thể quan sát được cánh cửa. Bếp nấu và lò nướng không nên đặt trực tiếp bên dưới cửa sổ trần hoặc cửa sổ thông gió, vì nó làm cho năng lượng tốt của thức ăn thoát ra ngoài. Bếp nấu, bồn rửa bát và bàn ăn không nên đặt giữa những thanh rầm, xà nhà. Treo một vài đồ trang trí lên rầm, xà nhà như đèn hoặc cây xanh. Tủ lạnh hoặc tủ đựng đồ kê sát cửa quá cao sẽ cản trở dòng chảy tự nhiên của năng lượng tốt. Quá nhiều đồ nội thất sẽ khiến bạn gặp khó khăn khi di chuyển và có thể gây ra tai nạn. Nếu bạn phải cúi xuống mỗi lần mở tủ lạnh, bạn có thể muốn tránh sử dụng nó. Nhưng đồ ăn cần được bảo quản sao cho tươi ngon nhất, vì vậy cần bố trí đồ nội thất thuận tiện nhất có thể. Những chiếc tủ bếp cao quá tầm mắt có thể khiến bạn cảm thấy chán nản vì không thể quan sát được bên trong. Trong trường hợp này, hạ thấp chiều cao của tủ bếp hoặc chuyển sang các loại kệ mở sẽ tốt hơn. Trên đây là những thông tin về cách đặt và bài trí phòng bếp đúng chuẩn phong thủy năm 2023. Hy vọng sẽ giúp quý vị lựa chọn được cách thiết kế nhà bếp để mang lại nhiều may mắn, hạnh phúc cho bản thân và gia đình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chương trình ngày hôm nay. Và đừng quên ấn like và đăng ký kênh Phú Quý Tài Lộc để không bỏ lỡ những video hay nhất từ chúng tôi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.